Kính thưa quý khách trên tàu, thưa toàn thể các đồng chí, tiếp tục hải trình vượt qua hàng ngàn con sóng, ngày hôm nay xin kính mời các đồng chí lên thăm cán bộ chiến sĩ đảo Cô Linh, khu vực diễn ra sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988. Để thủ trưởng cùng quý khách hiểu hơn về đảo Cô Linh, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về hòn đảo này. Đảo Cô Linh cách bán đảo Cam Ranh 313 hải lý, nằm ở 9 độ 46 phút 24 giây vĩ độ Bắc, 114 độ 15 phút 12 giây kinh độ Đông, nằm cách đảo Sinh Tồn khoảng 9 hải lý về phía Tây Nam, cách bãi đá Gạc Ma do Trung Quốc chiếm giữ trái phép khoảng 1,9 hải lý về phía Tây Bắc và cách đảo Lên Đao khoảng 6,4 hải lý về phía Tây Tây Nam. Đảo Cô Linh có hình dạng một tam giác nhưng cạnh hơi cong, mỗi cạnh dài khoảng 1 hải lý, mặt đảo tương đối bằng phẳng. Điều kiện khí hậu thủy văn ở đảo Cô Linh mang đặc trưng khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa, có mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, mùa khô từ tháng 2 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Những tháng mùa khô, khí hậu rất khắc nghiệt, ngày nắng nóng, oi bức kéo dài từ 4 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, đây là thời kỳ sóng yên biển lặng, rất thuận lợi cho các đoàn khách từ đất liền ra kiểm tra nắm bắt tình hình, tham quan, động viên bộ đội trên đảo. Đồng thời, cũng là mùa đánh bắt hải sản của ngư dân các tỉnh ven biển Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thưa toàn thể các đồng chí, chấp hành chỉ thị của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện nhiệm vụ CQ-88, ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-505 do đồng chí Vũ Huy Lễ làm thuyền trưởng đã đến đảo Cô Linh đưa vật liệu lên đảo làm nhà đóng giữ đảo. Đúng 6 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 1988, ta cắm hai lá cờ Tổ quốc trên đảo Cô Linh. Lúc này, phía bên ngoài, Hải quân Trung Quốc cùng một số tàu chiến được trang bị vũ khí hiện đại, uy hiếp, khiêu khích, ngăn cản hoạt động của bộ đội ta. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ của ta kiên quyết giữ vững đối sách, không mắc mưu địch. Nhưng với dã tâm độc chiếm Trường Sa, Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực tấn công lực lượng của ta. Các pháo hạng nặng trên tàu của Trung Quốc đồng loạt khai hỏa tấn công tàu HQ-505 của ta, làm tàu bị hỏng máy chính. Trước tình thế khẩn trương, nguy cấp, không thể do dự, 8 giờ 19 phút ngày 14 tháng 3 năm 1988, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã lệnh cho tàu HQ-505 ủi lên bãi cạn. 2/3 thân tàu bị bốc cháy, bộ đội trên tàu vừa dập lửa cứu tàu, vừa giữ đảo. Cuộc chiến đấu bảo vệ đảo giữa ta và địch không cân sức, phía địch là tàu chiến hiện đại trang bị pháo 100mm, súng máy. Bộ đội ta là tàu vận tải, vũ khí bộ binh, quốc sẻng. Song với tinh thần, con người, con đảo, cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm, kiên cường bảo vệ từng tấc đất sải biển của Tổ quốc, buộc các tàu của Trung Quốc phải từ bỏ ý định chiếm đảo. Gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường, quyết đoán, chỉ huy hợp đồng chặt chẽ của đồng chí Vũ Huy Lễ trong chiến đấu bảo vệ đảo Cô Linh đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quý, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1 năm 1989. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và sự ủng hộ giúp đỡ của đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đến nay, đảo Cô Linh đã được xây dựng nhà lâu bền khang trang, sạch đẹp, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt và phục vụ huấn luyện công tác cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Năm 2017, đảo đã hoàn thành xây dựng nhà văn hóa đa năng, rộng 900m2, do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài trợ, với số vốn gần 40 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 4 năm 2019, vườn rau Inox Composite diện tích 26m2 do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam làm chủ đầu tư đã được sử dụng. Hiện nay, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ đảo Cô Linh từng bước được cải thiện. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới. Hôm nay theo hành trình của con tàu đã vượt qua sóng gió Trường Sa, đưa chúng ta đến thăm cán bộ chiến sĩ đảo Núi Le. Đảo Núi Le cách bán đảo Cam Ranh 334 hải lý, nằm ở 8 độ 42 phút 36 giây vĩ độ Bắc, 114 độ 11 phút 6 giây kinh độ Đông, cách đảo Tốc Tan 6 hải lý về phía Đông. Đảo nằm theo hướng Bắc Nam, chiều dài của đảo khoảng 10 km,
chiều rộng là 5 km. Đảo Núi Lê có thềm san hô tương đối khép kín. Phía trong bãi san hô có hồ, chiều dài hồ khoảng 8,3 km, chiều rộng khoảng 3,5 km. Khi thủy triều xuống thấp, rải rác có những hòn đá nhô lên khỏi mặt nước. Thời tiết khí hậu thủy văn của đảo Núi Lê phản ánh đặc trưng thời tiết khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Chấp hành chỉ thị của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện nhiệm vụ CQ-88, ngày 28 tháng 2 năm 1988, tàu HQ-633 đã đưa lực lượng công binh và vật liệu ra xây dựng nhà cao chân ở đảo Núi Lê. Ngày 23 tháng 3 năm 1988 đã hoàn thành và bàn giao cho cán bộ chiến sĩ bảo vệ đảo. Sau đó, ta làm nhà cấp 2 và đưa ra thêm một bông tông. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, năm 1997, Quân chủng Hải quân triển khai xây dựng nhà lâu bền ở điểm A. Năm 2001, xây nhà lâu bền ở điểm B. Hiện nay ở điểm A được đầu tư xây dựng 3 nhà lâu bền, trong đó có nhà văn hóa đa năng có diện tích 1.626 m² do Ngân hàng Công thương Việt Nam tài trợ với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ đảo Núi Lê từng bước được cải thiện. Đảo Núi Lê cũng như các điểm đảo khác trên quần đảo Trường Sa được đầu tư xây dựng hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời đã góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới. Đảo Tốc Tan cách bán đảo Cam Ranh 326 hải lý, nằm ở 8 độ 48 phút 42 giây vĩ độ Bắc, 113 độ 59 phút kinh độ Đông, cách đảo Đá Đông khoảng 78 hải lý về phía Đông. Cụm bãi đá Tốc Tan có chiều dài khoảng 20 km, rộng gần 7 km, diện tích khoảng 140 km2, thềm san hô phía Bắc rộng tạo thành vành đai, hình thành hồ nước có độ sâu từ 15 đến 20 mét. Khi nước thủy triều xuống thấp, một số đá mồ côi nhô lên khỏi mặt nước. Những ngày biển động, đi từ xa, chúng ta dễ dàng nhận ra đảo bởi sóng đập mạnh vào dải san hô, tung bọt trắng xóa. Tháng 8 năm 1988, Phòng Bảo đảm Hàng hải Quân chủng Hải quân đã thả trong lòng hồ Tốc Tan 3 phao buộc tàu, mỗi phao nặng 2 tấn. Khi thời tiết xấu, tàu có thể vào neo đậu tránh sóng gió. Khí hậu thủy văn ở đảo Tốc Tan mang đặc trưng khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa. Mùa hè mát, mùa đông ấm, Bộ Tư lệnh Hải quân đã lệnh cho tàu HQ-713 và HQ-07 có nhiệm vụ đóng giữ đảo Tốc Tan. Hiện nay, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ đảo Tốc Tan từng bước được cải thiện. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin, qua đó nâng cao nhận thức, niềm tin, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin chào thầy Long. Xin chào. Chúng ta đang có mặt ở đảo Đa Lát. Thì về cơ bản thì đảo này cũng là đảo chìm, cũng có kết cấu cũng giống như các đảo chìm khác. Tuy nhiên, có một điểm rất là khác biệt là đảo chìm này nhưng lại tồn tại một cái âu thuyền cũng khá là lớn. Nó có đủ sức chứa cho khoảng 150 tàu bè vào tránh trú bão. Đồng chí có muốn ở đây không? Lâu dài có tính định cư ở đây không? Chắc là tôi sẽ tranh thủ một dịp nào đó ra thăm thôi. Tiếp theo chương trình, kính mời quý khách lên thăm cán bộ chiến sĩ đảo Đá Lát. Đảo Đá Lát cách bán đảo Cam Ranh 220 hải lý, nằm ở 8 độ 40 phút 42 giây vĩ độ Bắc,
111 độ 40 phút 12 giây kinh độ Đông, cách đảo Trường Sa 14 hải lý về phía Tây. Đây là đảo gần đất liền nhất trong quần đảo Trường Sa. Đảo nằm theo hướng Đông Bắc Tây Nam, dài khoảng 5,9 km, rộng khoảng 1,6 km, diện tích khoảng 10 km vuông. Đá lát là bãi san hô khép kín, phía trong có hồ. Khi nước thủy triều lên, bãi đá lát nằm chìm trong nước biển. Khi thủy triều xuống thấp, bãi đá lát có những bãi nhỏ và đá mồ côi nhô lên khỏi mặt nước. Về thời tiết ở đây, cơ bản chỉ có hai mùa, là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 đến 30 độ C, thấp nhất là 15 độ C, cao nhất có khi lên đến 36 độ C. Đúng 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 1988, dưới sự chỉ huy của đồng chí đại tá Phạm Công Phán, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146, chỉ huy tàu HQ-611 và HQ-712 đã đến Đá Lát triển khai công binh làm nhà cao chân. Trong quá trình làm nhà, ta đã triển khai 3 tổ chiến đấu trên các tàu bị cạn. Với tinh thần khẩn trương, ngày 20 tháng 2 năm 1988, anh em đã xây dựng xong nhà cao chân trên bãi Đá Lát và bàn giao cho cán bộ chiến sĩ bảo vệ đảo. Năm 1991, công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam đã xây dựng trên đảo Ngọn Hải Đăng. Từ đó, hình ảnh người chiến sĩ hải quân và Ngọn Hải Đăng Đá Lát hòa quyện vào nhau, bảo vệ sự bình yên của các con tàu Việt Nam và bạn bè thế giới, bảo vệ sự bình yên của biển trời Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu cảm tưởng của mình khi đến đảo Đá Lát. Đến đảo Đá Lát, không khí ánh nắng vàng rực rỡ, anh em tới đây rất là phấn khởi. Tuy nhiên, qua nhìn thì cuộc sống ở đây rất là khó khăn, vô cùng, để mà giữ biển đảo cho đất nước, cho quê hương. Tôi rất là khâm phục, bồi hồi xúc động trước sự khó khăn của các đồng chí hải quân ở nơi đây. Về nhà tôi sẽ tìm cách tuyên truyền cho bà con biết sự khó khăn của hải đảo như thế nào, để vận động bà con ra để phục vụ biển đảo, đất nước, quê hương. Cảm ơn đồng chí. Xin chào đồng chí Dũng. Đồng chí có cảm nghĩ gì khi đến đảo Đá Lát? Thực sự là rất tuyệt vời. Lần đầu tiên ra thì rất là cảm xúc, gặp các chiến sĩ đứng canh gác quanh như biển đảo thì thực sự rất là xúc động. Nay mai Trung ương điều đồng chí ra công tác lâu dài, đã đồng chí nhắc tới không? Nếu mà được đảng nhà nước mà phân công thì tôi hoàn toàn là nhất trí. Con cũng đưa vợ con ra đây sống không? Đưa vợ con thì nếu mà thực sự, nếu mà trong cảm nghĩ của tôi thì nếu mà được đưa vợ con ra thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng coi như là đưa vợ con ra để sinh sống, để canh giữ biển đảo. Tuyệt vời. Cảm ơn đồng chí. Phải nói là sau khi ra đảo mình thấy rằng là tình cảm của các chiến sĩ và quân dân trên đảo rất là gắn bó với đoàn, và chúng ta biết thêm một cái điểm đảo của Tổ quốc, điểm tiêu của Tổ quốc. Thì chúng tôi đã đi vừa đi về thì cũng giống như thầy Phan đã phát biểu, chứ thì cực kỳ ý nghĩa. Chúng tôi biết được thêm rất là nhiều điều về biển đảo, về cuộc sống của dân quân ở biển đảo của Việt Nam.